Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ hai mẹ con mình đang ở bên ngoài cái khu mà mình ở nè. Vì là thời tiết nắng á, cho nên là phía bên ngoài nhìn nó hơi tối đúng không? Đó, cô chú anh chị, ngày hôm qua giờ thì sau khi ngày thứ bảy chủ nhật hai ngày mà quân Nga nã rất là nhiều tên lửa vào Kiev, thì trong ngày hôm qua thì hầu như là không có, rất là yên tĩnh, mình không có nghe kèn báo động, rồi cũng như không có nghe vụ nổ nào hết trơn á. Thì coi như là ở Kiev tạm thời ổn một chút xíu. Nhưng mà ngày hôm qua lúc khoảng tầm 4 giờ chiều á, cô chú chị xin lỗi, cái con mắt của mình á yếu cô chú à, gió hoặc là nắng á, con mắt mình mở không lên, rất là cay, mà nhiều lúc chảy nước mắt như là bằng ngủ với lại khóc vậy đó. Mình nói hơi nhiều một chút nha cô chú chị. Cô chú chị biết không, chị hôm qua 4 giờ chiều thì có một thành phố, một cái thành phố này là gần ở Dnipro, cái thành phố gần Dnipro, là thành phố này cũng rất là khá lớn, nhưng mà cái thành phố này chỉ nằm bên cạnh thôi, thì có một cái trung tâm thương mại rất là lớn, trong này có siêu thị nè, shop quần áo, rồi trung tâm mua sắm đó, rất là sầm uất. Thì trong đó, trong cái thời gian mà quân Nga đó họ nã vô trong cái siêu thị này á, thì trong đó tầm ước tính là khoảng trên dưới 1.000 người, rất là đông, tại vì mọi người cũng tại vì mùa hè á, cho nên là mọi người cũng đi vô những cái trung tâm mua sắm để sắm sửa, với lại một phần là đi trong này nó có siêu thị, thì mọi người đi siêu thị và nhân viên làm việc ở đó rất là đông. Thì Nga họ đã nã vô cái siêu trung tâm thương mại này, nó làm cho cái trung tâm thương mại này nó bị cháy hết hoàn toàn luôn. Thì cái lúc mà nã vô thì cũng có nhiều người thoát ra, tại vì nó chưa cháy hoàn toàn á, nhưng mà vẫn bị kẹt. Theo như ngày hôm qua ước tính á, tối hôm nay ước tính á, thì theo thống kê là khoảng 60 người bị thương ở trong bệnh viện, rất là nguy kịch, với lại chết lên đến hơn 30 người chết, và thêm mấy chục người mất tích nữa đó. Thì hiện tại bây giờ đám cháy đã được dập tắt rồi, nhưng mà đội cứu hộ cũng đang tìm những cái người mà người thân nhân người ta đang bị mất tích á, nên là con số lên đến hiện tại bây giờ là 36, thì thống kê là 36 thân nhân người ta đăng ký số người bị mất tích. Thì tại sao lại nã vô cái khu dân sự này á? Theo như là ở gần cái thành phố này, gần cái trung tâm này thì có một cái kho, theo quân Nga nói là đây là một cái kho sửa chữa, một cái kho chứa vũ khí, cho nên là họ đã nã vô cái kho này là hai lần. Nhưng mà cái kho này nã vô hai lần thì hầu như là nó cũng nó cách cái trung tâm á, thì nã vô hai lần thì cái kho này nó cũng bị hư, nó bị cháy hết trơn, nó còn nữa đâu. Nhưng mà bây giờ nã tiếp nữa, nã lần thứ ba, thì nã lần thứ ba này cũng có thể là cái vũ khí của họ, tên lửa nó không có chính xác á, xong rồi nó đi vô trong cái trung tâm này, tại vì cái cục nó nằm gần á, giống như ở khu Kiev mà mấy tháng trước hoặc ngày hai ngày trước cũng vậy, rồi nã vô cái ngôi nhà, với lại cái cũng là một cái kho kia, là một cái nơi sửa chữa đó. Rồi theo như họ đó, bắn vô mấy lần mà bị trật hết qua nhà người dân không, mà cô chú anh chị là cái vũ khí tên lửa của họ nó không có chính xác á, mà họ bất chấp, họ không có quan tâm đến tính mạng của người khác gì hết, họ bất chấp luôn, thì có khủng, kinh khủng. Rồi cái phần mà cô chú chị, em nói gì cô chú chị nghe có rõ không? Với lại á, là theo tình hình, theo cái buổi họp của nhóm G7 á, thì mọi người hợp nhất trí là sẽ giúp Ukraine đến khi nào mà Ukraine chiến thắng trong cái cuộc chiến này. Cái thứ hai nữa là họ đã bắt đầu có những cái viện trợ thêm vũ khí rất là nhiều, hợp để bàn giao ở những nhiều nước này hỗ trợ gì, nước kia hỗ trợ gì, thì họ hợp trong mặt giáp mặt để mà dễ nói chuyện hơn. Thì họ thống nhất một cái nữa, Mỹ cũng đang hỗ trợ, thì Mỹ cũng đang một nước, một người đất nước rất là tốt, hỗ trợ cho Ukraine hết mình, đang bắt đầu viện trợ thêm một số lượng vũ khí cũng rất là nhiều để đến cho Ukraine chống lại quân xâm lược Nga. Rồi một phần nữa là họ Mỹ, Biden đó, tổng thống Biden đã ký một cái xác lệnh là hỗ trợ cho Ukraine về vũ khí hàng không, là có thể là chống những cái tên lửa trên không đó, bảo vệ bầu trời của chú anh chị đó.
Thì mấy tháng trước thì chỉ là cái số lượng này chỉ nằm ở khu vực dép thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ là thêm là bổ sung thêm, hỗ trợ thêm cái vũ khí hàng không này á, để cho bảo vệ thêm những cái thành phố nào mà đang trong gặp trong trong thời gian nguy hiểm đó, để bảo vệ cho người dân và những cái cơ sở hạ tầng nữa. Nhiều lúc những cái khu di tích lịch sử lâu đời của Ukraine mà bị phá hại rất là nhiều, gì rất là tiếc của chú anh chị, rất là tiếc luôn, đẹp lắm. À, rồi nhóm G7 hỗ trợ, xong một cái buổi họp của nhóm G7 đó thì họ đã nhất trí tăng cái tiền thuế những cái mặt hàng của Nga lên đến 20-30%, rồi lấy cái tiền thuế đó ủng hộ cho Ukraine, tự vì Ukraine còn rất là nhiều tiền, Ukraine bị nhận viện trợ từ Mỹ, những cái vũ khí mà tập bắn tầm xa đó thì Ukraine sử dụng vào cái mục đích coi như là rất là bắn rất là chính xác, bắn phá hủy luôn hai cái kho đạn dược của Nga. Họ phá từ Ukraine biết bao nhiêu, nhưng mà bây giờ Ukraine mới bắt đầu phá tấn công lại, phá được hai cái kho đạn, nó nổ quá chừng nổ một ngày luôn đó, một ngày một đêm luôn, nổ. Có những cái video nhiều cho mình không có tiện đăng lên cái video trên kênh được, tự vì nó không có khi mà robot nó thấy những cái hình ảnh mà cháy nổ trong cái video thì nó hầu như là không có thích, cho nên là mình hạn chế, mình chỉ nói của chú anh chị, mình không có dám đưa lên. Thì những cái video như vậy hả, nó nổ là nổ quá chừng luôn, rồi phá hủy những cái căn cứ quân sự. Cô chú anh chị biết không, hôm nay mình sẽ nói cái này nữa này. Có nhiều rất là nhiều bình luận nói là Mỹ viện trợ cho Ukraine rất là nhiều, cũng như là phương Tây mà đặc biệt là Mỹ, thì chính phủ Mỹ đã lấy tiền dân, tiền đóng thuế của dân á, đi hỗ trợ cho một đất nước Ukraine, như vậy là sẽ làm thiệt hại, nói chung là không công bằng cho người Mỹ á. Thì hôm nay mình nói như thế này nè, các bạn biết không? Mỹ hỗ trợ cho Ukraine là một điều rất là vinh dự, cũng như là một điều vui, cũng như là một người tốt để ủng hộ cho Ukraine khi khó khăn. Nhưng mà cái số tiền á, không phải là miễn phí các bạn à, cái này là một số tiền mượn, mượn sau khi chiến tranh xong trả lại, và trả hoặc có thể là chính phủ họ cho mượn một cái số tiền á, cái lượng cái tiền kêu là cái tiền vay á rất là nhỏ. Rồi sau khi hết chiến tranh đó là trả lại cô chú anh chị các bạn, đặc biệt là mấy cái bạn á, chứ không phải là cho đâu. Cũng có một cái số tiền cho kiểu như là giúp đỡ có, nhưng mà mình không biết chính xác, tại vì chính phủ người ta không có nói chính xác cho mình đâu. Có thể là cho, nhưng mà cái số tiền nó có chừng, chứ không phải là thí dụ như Mỹ viện trợ 40 tỷ đó là tiền miễn phí hoàn toàn là cho Ukraine, không có đâu các bạn. Cái này là tiền bán vũ khí, một cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hỗ trợ về kinh tế là cái tiền mượn á, chứ không phải là cái tiền hỗ trợ cho Ukraine 40 tỷ nha các bạn. Cho nên nhiều bạn cứ so đo nó là người dân Mỹ, chính phủ Mỹ lấy tiền dân của Ukraine, lấy tiền dân đóng thuế của người Mỹ đem đi giúp đỡ cho Ukraine, làm cho lạm phát người người Mỹ phải chịu giá cả tăng cao. Đó là một cái điều cũng không cũng là một điều đáng tiếc, ở trên toàn thế giới không ai mà cũng phải chấp nhận, tự vì là do cái tình hình là do một cái tình hình là Nga gây gây hấn muốn cướp Ukraine. Vì vậy là đó là muốn lặp lại cái giúp Mỹ giúp đỡ cho Ukraine, cũng như là một lặp lại cái trật tự thế giới thôi, cũng là một cái điều tốt. Mà chứ nếu mà những nước lớn mà không can thiệp giúp đỡ cho Ukraine thì Nga và Trung Quốc hoặc là những cái nước Triều Tiên họ sẽ có cơ hội họ tấn công những cái nước nhỏ, họ sẽ nuốt hết những cái nước nhỏ thì sao. Đây là một cái điều đó, mình nói những cái gì để những cái cơ bản trong cái cuộc chiến này cho các bạn hiểu thêm đó, chứ chứ không phải là miễn phí ha. Rồi một cái chuyện nữa là 40 tỷ này á, trợ giúp cho Ukraine về như thế nào, họ chia ra từng từng đợt, chứ không phải là một 40 tỷ làm phát hết một lần, họ chia ra rất là từng đợt nho nhỏ, một tháng hoặc là 2 tuần họ sẽ chia một, họ chia ra từng đợt là gửi từng tháng hoặc là từng tuần gì đó. Thì mình là người dân mình thì không thể nào mà biết chính xác được cái việc này, nhưng mà cái đại khái như thế này,
Là cái trong 40 tỷ đó thì sẽ gồm viện trợ về cái vũ khí, là với lại về cái kinh tế đồng tiền tệ cho nó không có bị, kinh tế Ukraine không bị sập. Với lại chính phủ Ukraine dùng cái tiền đó là để mua vũ khí, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là dùng tiền đó để trả trả lương cho quân đội và cho những người làm trong chính phủ, hoặc là cho như ví dụ tiền trợ cấp an sinh xã hội cho người dân, trợ cấp cho trẻ em, rồi cho thầy giáo viên, hoặc là những cái người công chức làm trong chính phủ, trong nhà nước đó. Còn về cái phần mà câu hỏi là tại sao thức ăn ở Ukraine, khi mà mình đăng một cái clip mình nói về thức ăn ở Ukraine rẻ, thì rẻ không phải là do cái tiền trợ cấp của những cái nước châu Âu, EU và Mỹ hỗ trợ là nó rẻ. Nó rẻ cái này là nó rẻ từ lúc chiến tranh, cô chú anh chị à. Cái ai mà theo dõi kênh nhà mình đều biết, mình quay những cái clip tương giống giống như vậy á, thì nó đã rẻ từ lúc đã có chiến tranh rồi, chứ không phải là hiện tại bây giờ Mỹ hiện trợ, châu Âu hiện trợ là nó rẻ đâu. Đó, từ vì đây là một nước xuất khẩu nông nghiệp, hầu như là đứng đầu, đứng nhất, đứng nhì thế giới, cho nên là cái giá cả nó rẻ, là nó rẻ từ trong nước, của chú anh chị à, các bạn à. Các bạn biết không? Cái tiền thực phẩm rẻ là do sự điều chỉnh của những cái công ty hoặc là những cái siêu thị, là cái điều chỉnh, người ta tự điều chỉnh cái giá, chứ nhà nước không có can thiệp vào cái giá cả thực phẩm rẻ đâu. Với tại sao cái giá thực phẩm ở đây rẻ? Tại vì lương rẻ của chú chị à, tại vì lương ở đây sao mà bằng Mỹ, bằng Anh được. Ví dụ ở Mỹ Anh lương bình quân khoảng tầm 3.000 đô một giờ, làm tới mười mấy đô. Thì bên đây nó khác à, bên đây làm bình quân một người chỉ có mấy trăm đô, cho nên là cái giá thực phẩm nó rẻ. Nên là các bạn đừng có so sánh nó, là các bạn không 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 hiểu được cái vấn đề, chứ mấy mọi người hiểu thêm, chứ không phải là nhờ việc tiền viện trợ của châu Âu Mỹ cho nên là người Ukraine có thực phẩm rẻ, và không phải như vậy à. Và cái một điều mình muốn chia sẻ hôm nay nữa nè, các bạn biết không, sau khi mà chiến tranh xảy ra như vậy, rất là nhiều người thất nghiệp, là cái thứ nhất thất nghiệp nè, những công ty nhà máy người ta đóng cửa, và đặc biệt có những cái nhà máy mà sản xuất sản phẩm công nghiệp như công việc của chồng mình hiện tại bây giờ nó liên quan á, thì có những người nhà máy người ta sản xuất ra nhưng mà không có tàu lửa, những cái chuyến hàng mà để xuất khẩu á, không có phương tiện để mà xuất khẩu hàng qua châu Âu, qua thế giới để mà bán á. Tại vì sao? Tại vì chiến tranh ngoài Biển Đen, không có tàu, không có chở được hàng hóa, cho nên là thực phẩm nông nghiệp của Nga bị kẹt lại rất là nhiều. Cho nên là hiện tại bây giờ chính phủ ưu tiên những cái xe tàu lửa, những cái xe container, hoặc là những cái vật dụng tàu, phương tiện nào mà có thể vận chuyển hàng hóa nông nghiệp qua thế giới, qua châu, ra khỏi Ukraine, thì họ dùng hết, hầu như hết tất cả khả năng để mà xuất khẩu ra bên ngoài. Các bạn thấy không, chính phủ người ta tốt đến mức độ trong thời gian chiến tranh mà họ rất là lo bên cái phần xuất khẩu nông nghiệp qua thế giới luôn á. Cho nên là những cái công ty mà làm sản xuất sản phẩm những cái công nghiệp hay này kia là tạm thời ngừng hết. Có thể là người ta ngừng mà người ta đóng cửa nhà máy luôn, thì không có bán hàng được. Cho nên là họ không có sản xuất nữa. Người ta ưu tiên những cái chuyến hàng, những cái đồ, những cái hoặc phương tiện giao thông vận tải, ưu tiên cho hàng nông nghiệp để xuất khẩu qua thế giới đó. Mình nói đây là để cho mọi người biết thêm, hiểu thêm về Ukraine. Mục đích của mình, thông điệp của mình khi mà quay về cái video mà ví dụ mình nói là thực phẩm ở đây rẻ, là nó rất nhiều nguyên do, chứ không phải là khoe khoang gì hết các bạn à. Và giống vậy, từ trước đến giờ là chưa có chiến tranh là thực phẩm này quá rẻ rồi. Còn bây giờ cái chiến tranh đó là nó không có tăng, nhưng mà cái giá có thể nó rẻ hơn hoặc là nó bằng giá. Có những cái vật sản phẩm nào mà ví dụ ở Ukraine không có tự sản xuất được, như là gạo thí dụ như vậy, hoặc là những cái hải sản cá hoặc là tôm, thì có thể nó tăng lên 30-40%. Những cái mặt hàng nào mà Ukraine không có sản xuất được đó, thì nó tăng, tại vì cái nguyên liệu nó tăng đó, thì cái tiền vận chuyển nó sẽ tăng lên, thì nó kéo theo những cái thứ khác nó tăng đó. Thì mà nói để cho mọi người hiểu thêm về cái tình hình, với lại cái cuộc sống, cũng như là cái mức giá ở đây.
chứ không phải khoe gì hết cô chú anh chị à. Thì mọi người hàng ngày thì cũng phải đi làm, cũng phải có cuộc sống ăn uống, nhưng mà mình không, mình thí dụ mình không ăn uống, mình không mua thì những cái người bán người ta cũng đâu bán được, cái thực phẩm người ta không bán được thì người ta cũng đem đổ bỏ đúng không? Cho nên là đừng có nghĩ tiêu cực quá khi mà mình, những lúc mình chia sẻ những cái video thí dụ về ẩm thực thì khán giả cũng không có thích, nói là thời chiến khó khăn là em lại quay ẩm thực như vậy là cũng không có tốt. Nhưng mà mình là một kênh lúc trước giờ mình làm ẩm thực, nhưng mà từ ngày có chiến tranh đó, thì mình nhiều lúc mình nói những tin tức, thì khi mà mình nói những tin tức hàng ngày á thì các bạn cũng không cho mình nói tin tức, nói mình làm ẩm thực. Khi mà mình làm ẩm thực á thì lại có khán giả không 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 thích mình làm ẩm thực. Còn khi mà mình chia sẻ rất là nhiều vấn đề, rất là nhiều ý kiến trái chiều, nên là mình hy vọng mình làm một cái video á, khán giả đón nhận những cái mà mình đưa lên. Chứ mà mình, nếu mà mình khoảng giữ mà mình theo tất cả những ý kiến khán giả thì chắc như là mình đóng cái kênh này luôn, như là mình hiện tại bây giờ sau khi hòa bình mình mới được đăng video, chứ hiện tại bây giờ mình sẽ không có video nữa luôn á. Tại vì mình ăn cái gì cũng bị trái chiều hết, mình ăn ẩm thực thì khán giả nói là thời buổi khó khăn em không nên đăng ẩm thực, em phải không nói về tin tức cho mọi người nghe hiểu. Còn mình nói tin tức thì khán giả kêu là không nên được nói tin tức, kênh em làm ẩm thực. Rất là nhiều lý do, cho nên là cô chú anh chị thông cảm đón nhận những cái video mà em tải lên xem, có những cái vui, có những cái buồn, những cái vui, những cái thông tin để mà biết thêm về. Tại vì khi mà mình ở đất nước, một đất nước có chiến tranh á, nhiều người tâm lý là nghĩ ở đó là đang thiếu thực phẩm, rất là khó khăn, không có thức ăn nước uống hoặc là này kia, giá cả chắc tăng gấp 2, gấp 3. Thì nhiều lúc mình đăng lên để mình chia sẻ cái thông điệp hiện tại cuộc sống ở đây như thế nào. Tại vì nếu mà trong cái những cái khu vực mà đang giao giao tranh á, mà đang khó khăn á, thì tất nhiên là người ta bị thiếu, nhưng mà nếu mà giúp thì mình cũng sẽ không có ai giúp được. Chính phủ, Hội Chữ Thập Đỏ rất là nhiều hàng hóa nhưng mà người ta vẫn không đưa vô được, thì mình người dân bình thường làm sao mà mình giúp được. Mình cái giúp đơn giản nhất là mình mua những cái thực phẩm những người ta buôn bán để mình giúp cái nông sản đó được tiêu thụ. Đó là một cái điều giúp mà. Nên cho nên là đó, thì hôm nay mình chia sẻ cái video, mình nói những cái ý của mình như thế này, mong khán giả đón nhận những cái video mình đăng lên thì rất là nhiều nội dung khác nhau. Cho nên cô chú anh chị em cảm ơn khán giả ủng hộ kênh của nhà mình rất là nhiều. Mình ghi nhận những ý kiến của khán giả. Ok, tạm biệt cô chú anh chị. Cả xin chào và cô chú Lucas chị ngồi nhà của chú. Xin chào Lucas, cô chú thấy nó đang kiều lên nè. À, ở dưới này là chi ma đang nằm với cô chú. Chi ma nó thấy cái hình này của chú thấy không? Nó là ba ba lại hồn cũng luôn á. Nó là ba ba. Thấy cái mặt đàn ông là ba ba, thấy mặt đàn bà là mama. Cô chừng tí nha. Ok, bye bye. Nè, thấy mấy em nhỏ người Ukraine không? Nó dễ thương à. Nó bằng cỡ luôn, lớn hơn chi ma nó khoảng 3 4 tuổi nè. Nó rất là đẹp trai, ăn mặc rất là dễ thương. Nó trắng trẻo mà nó dễ thương lắm. Mặt của nó đó, này là mấy em nhỏ.